Alo, cuộc sống bề hưu xin mến chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình thu hoạch cái cải xà lách với lại cái tầm ô, với lại mình bữa nay mình thu hoạch một mớ cà các bạn. Thì coi như là mình không có thu hoạch một lần nữa các bạn, một lần mà nó thật là nhiều rau cải nữa. Thứ nhất là ăn không hết, để đầy tủ lạnh hết, thành ra cứ mỗi ngày cách một ngày hai ngày là mình thu hoạch vài thứ, rồi mình sẽ ráp lại một cái video cho các bạn xem cho vui. Thì hôm nay thì mình thu hoạch tầng ô, cái tầng ô này hôm nay mình thu hoạch đó, thì mình sẽ không có trồng nữa các bạn, tại bây giờ vườn của mình á còn rất là nhiều rau cải, thành ra cái này mình thu hoạch kỳ này là mình sẽ không có trồng nữa đó. Nếu mà mình trồng lại một một đợt nữa thì cũng cũng kịp cho ăn cho tới mùa đông đó, nhưng mà nó nhiều rau cải quá, thành ra mình bữa nay mình chỉ thu hoạch thôi. Cái này mình để trống đất chứ mình không có trồng lại nữa. Ồ, vậy là các bạn thấy rồi. Mình nhổ lên hết luôn các bạn, chứ mình không có cắt cái gốc nó để cho nó lên nữa. Mình nhổ lên hết luôn. Mình không muốn cho nó lên nữa. Này là qua thùng thứ hai rồi nè các bạn. Mình đã thu hoạch hết hai cái thùng tầng ô rồi đó các bạn. Bây giờ mình qua đây mình hái mớ cà các bạn. Cà trong đây nó cũng chín rồi. Cứ vài ba ngày là mình hái, vài ba ngày là mình hái, nhưng mà ăn đâu có hết đâu các bạn. Mình có 6 cây là mình thu hoạch hết rồi các bạn. Mà 6 cây này nó lớn á, mình thu hoạch. Đó. Chừng hơn một tuần nữa là cái đợt nhỏ nó lớn lên nữa. Rồi thu hoạch tiếp. 6 cây cải thôi mà một thùng này nè các bạn. Đó, một cái thùng xốp này nè. Hôm nay là mình thu hoạch chỉ cải xà lách với lại một mớ tầng ô. Tầng ô này là coi như hai nồi canh đó các bạn. Còn rau quế với lại cà. Cà cứ là hai ba bữa là ra hái mớ ít ít nha. Nhưng mà dồn lại cũng phải để đông đá chứ ăn đâu có hết các bạn. Mình thu hoạch rau rồi đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ không có tưới phân mà mình tưới cái muối Epsom. Thì mình đổ nó vô đây. Mình đổ nó vô đây rồi mình mới nó có cái nắp đậy lại rồi mình mới gắn vô trong cái vòi nước đó là mình tưới các bạn. Coi như bây giờ mình rút sẵn chiều nay là mình tưới đó các bạn. Cái bình này là mà mình để gần đầy luôn đó các bạn, là mình tưới trong hai cái nhà kiến của mình đó các bạn.
cái muối này nó làm cho đừng có bị sơn rầy rồi, mà nó cũng tốt cho rau cải nữa các bạn. Cứ mình trồng vậy một đợt, vậy là mình tưới một lần muối với một lần phân thôi. Có nhiều cái mình giống như từng ô, mình trồng từng ô là mình không có tưới phân luôn các bạn. Các bạn thấy mình cái bình đây là cái bình muối đó, mình gắn vô trong cái ống nước này các bạn. Rồi bây giờ mình tưới. Có một tay hơi khó làm. Mình tưới cho thật là đẫm luôn. Cái muối này mình nếu mà mình tưới đậm quá nó cái mấy cái con rầy á, mình giết được mấy con rầy luôn đó các bạn. Các bạn thấy là muối mà xanh vô không đó. Con trai hái dưa leo, hái cucumber. Đây hai trái nữa nè con. Đó 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 đó, đây 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 nè, đây nè. Đây hai trái nữa nè con. Hai trái. Con cắt cái cùi, đó trong trái nữa đó con. Đó. Đây trái nữa, đây trái bự quá nè con. Wow, trái này bự quá. Biết luôn con, nè, nè. Rồi. Lần đầu tiên con trai mới thu hoạch nha, được. Dưa leo. Ồ. Oh. Là mình bữa thì bây giờ trước nhất là mình thu hoạch cái mùng tơi, tại vì nó cũng ra nó ra bông rồi nè các bạn, thì mình không có muốn để giống á. Đó thì bữa nay mình thu hoạch để coi mấy chậu, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bữa nay mình thu hoạch 10 chậu mùng tơi. Bây giờ mình tắt cái phone rồi mình cắt xong rồi mình quay lại cho các bạn xem nha. Tại cái này chỗ này nó không có để cái cây được, mà cũng không có người để cầm cái phone giúp mình đó. Mình sorry các bạn nha. Mình đã thu hoạch mùng tơi xong rồi nè các bạn. Đó. Mình thu hoạch là 10 chậu. Mình đã thu hoạch mùng tơi xong rồi nè các bạn. Đó. Mình thu hoạch là 10 chậu. Bây giờ mình thu hoạch thêm cải xà lách. Với lại mình thu hoạch thêm có được đâu 5-6 trái dưa leo. Thì bữa nay mình cũng cắt luôn các bạn. Rồi mình tiếp tục thu hoạch. Đây là rau muống đó các bạn. Đó. Mình quay cho các bạn xem. Đó. Xong rồi mình mới bắt đầu tắt phone rồi mới cắt. Chắc bữa nay chắc mình thu hoạch ra. Đây là rau muống đó các bạn, rau muống ở trong cái nhà kiến nhỏ của mình đó. Bữa nay là mình thu hoạch. Rồi mình tắt phone xong, mình cắt xong rồi mình quay lại cho các bạn xem. Đó, mình cắt cái luống rau muống này với bên này, nó hai luống này với bên này một luống này nữa. Các bạn biết không, tại vì mình cắt cái này nè,
Trồng cái rau má này mình sẽ không tưới, cái rau má này là mình năm nay mình không có che lại, thành ra nó bị vàng, nắng nóng nó bị vàng đó các bạn. Tại vì em mình nó nói nếu mà muốn lấy hạt á, hạt để hạt cho nó khô thì đừng có tưới, thành ra cái rau muống này á, mình cắt thì mình sẽ không tưới nữa, để cho cái hạt rau má nó vàng, nó khô rồi mình lấy mình làm giống á. Mình cắt luôn cái cải 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 xà lách son này các bạn ơi, để mà nó lên bông nó già là ăn hết hết ngon rồi đó. Mình cắt hết cái cải xà lách son rồi, được một rổ này nè các bạn, cái rổ này thì hai nồi canh. Ôi đất ơi, đứt củ rồi. Alo, chào các bạn. Các bạn ơi, bữa nay mình thu hoạch khoai tây. Cái sắn ngay đây nó bị đứt lên củ rồi nè các bạn. Giờ cái này mình nhổ đâu có nổi nữa. Nhờ ông xã nhổ, nhổ giùm. Không biết được bao nhiêu củ, không biết nữa. Rồi nè. Bỏ đây nè ba, bỏ đây. Bỏ đây cho cái đặng cho cái đất nó nằm đây để nó ra ngoài nó hư, nó bỏ hết cái đất của. Wow. Ồ quá. Ba vũ làm em coi, đặng em coi có bao nhiêu được bao nhiêu củ ba. Một giây được nhiêu đây củ nè các bạn. Cái này, cái củ này nó chưa có lớn, nhưng mà mình phải thu hoạch lần lần chứ, để tới cuối mùa đó rồi nhiều quá rồi thu hoạch không nổi, dọn không nổi các bạn ơi. Cái này là giây thứ nhất, mình có tổng cộng là 9 giây. Ông xã đang nhổ giây thứ hai đây. Cái khoai tây này nó cũng chịu được lạnh nữa, mình có thể để tới tháng 10, tháng 11 khi nào đổ tuyết thôi. Nhưng mà nhiều quá mình dọn không nổi, bây giờ mình phải làm lần lần. Được 7 chậu rồi đó các bạn. Chậu này chậu thứ 8. Mình được trồng được 9 dây, được như đây. Thương không? Bây giờ nó nhiều củ nhỏ lắm, nó nhiều củ nhỏ lắm, nếu mà mình để nữa thì củ bự lắm. Cái khoai tây này là cái size của nó là cỡ này nè các bạn, mà các bạn thấy nè nó rất là nhiều cái củ nhỏ luôn á nè, nhiều củ nhỏ quá chừng luôn, tại mình muốn thu dọn lần lần cho rồi. Nhiều quá săn sóc hơn. Mệt quá, không có thời gian đi chơi. Bây giờ là mình tranh thủ thời tiết nó còn ấm áp đó, mình đi tour chơi đó các bạn. Đi tour 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày cũng có đó. Ở đây, ở chỗ mình ở đó, người ta hay tổ chức đi tour lắm. Đi trong nước và đi ra ngoài nước, chẳng hạn như qua Mỹ đó các bạn. Sao cái củ này, sao cái củ này nó bự thế? Còn một chậu nữa, đó, còn một chậu nữa là hết rồi đó. Wow. Hôm nay mình thu hoạch khoai tây rồi, chắc vài bữa nữa là mình thu hoạch mùng tơi tiếp tục nữa các bạn, rồi rau muống, rồi cà. Mà được nhiêu đây nè các bạn.
tại vì nó cái khoai tây này cái size của nó là bự như vậy đó các bạn, nhưng mà mình thu hoạch sớm, bây giờ coi như là mới bước sang đầu tháng 8 nè, mình cũng thu dọn lần lần á, sợ 11 tới cuối mùa rồi nhiều thứ quá thu dọn không có không nổi đó các bạn. Đó. Thu dọn cho nó bớt nặng rồi có thời gian mà đi tour để chơi nữa, tranh thủ mùa hè đang đi chỗ này chỗ kia chơi các bạn, đi trong nước Canada với lại đi qua Mỹ, đi ra nước ra khỏi nước đó các bạn. Nếu mà để đó tới tháng 11 luôn á, nếu mà thời tiết ok để tháng 11 rồi mấy cái củ này nó còn to lắm, nhưng mà giờ thôi mình thu hoạch từng lần để mình mỗi lần mình thu hoạch đó, mình kết nối lại cái phim cho các bạn, cái video cho các bạn xem cho vui nha.